Sáng ngày 27 tháng 10, tại Trung tâm Chính trị thị xã, Ban Thường vụ Thị đoàn phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ làm công tác đoàn thanh niên, phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. Dự lễ khai giảng có các đồng chí Hoàng Tùng, Bí thư Thị đoàn, đồng chí Đặng Thị Nha, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã cùng 100 học viên là cán bộ làm công tác đoàn thanh niên ở cơ sở. Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Hoàng Tùng, Bí thư Thị đoàn Đông Triều nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024 nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời cũng là dịp để các đồng chí cán bộ đoàn gặp gỡ, học tập, trao đổi kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đoàn vững mạnh. Trong thời gian một ngày, các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu 4 chuyên đề, những nội dung và giá trị cốt lõi trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tuyên truyền giáo dục phổ biến luật số 57 ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, luật thanh niên, tập huấn chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và khuyến khích thanh niên ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh. Đây là những chuyên đề có nội dung thiết thực bổ ích nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thanh niên ở cơ sở, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.